Thưa quý vị, hoang mang, lo lắng, đây là tâm lý của rất nhiều người dân trên địa bàn quận Liên Chiểu và thành phố Đà Nẵng khi liên tiếp bị trộm đột nhập vào các khu trọ, lấy đi nhiều tài sản giá trị. Sau một tuần tích cực vào cuộc và xác lập chuyên án đấu tranh, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng ngoại tỉnh là thủ phạm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp nói trên. Cho đến bây giờ, anh Đoàn Thanh Tâm ở trọ tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu vẫn còn nhớ như in cảm giác hụt hẫng khi phát hiện mình bị trộm mất chiếc máy tính xách tay, một công cụ quý giá dùng cho công việc của một lập trình viên. Tiếc cho tài sản bị mất thì ít, mà tiếc cho những tư liệu công việc trong laptop thì nhiều. Sự việc xảy ra khiến anh Tâm cứ thấp thỏm không yên. Thì khi em đi ngủ thì cửa em đóng rồi, nhưng mà khi em dậy thì thấy cái cửa này nó mở ra, hai cánh cửa mở toang ra, rồi thấy người ta nhao nhao ở ngoài là có trộm. Thì em cũng đi ra xem, thấy cửa mở ra như này thì em đi ra em khép lại, em nhìn vào cái bàn á thì thấy laptop mất rồi. Không chỉ có anh Tâm mà gần như khu nhà trọ nào trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng mất trộm tương tự. Trước sự phức tạp của tình hình, công an quận Liên Chiểu đã xác lập chuyên án, tổ chức theo dõi, mật phục tại các địa điểm nghi vấn. Khó khăn lớn nhất là các vụ án xảy ra trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Việc tiếp cận của công an quận để phát hiện hành tung của đối tượng rất khó khăn. Sau một tuần tích cực điều tra, rạng sáng ngày 27 tháng 9, khi vừa thực hiện xong hành vi đột nhập vào một khu trọ, thủ phạm đã bị khống chế bắt giữ. Thủ đoạn của đối tượng là nó đến các cái đi bộ, đến các cái khu trọ để phát hiện có sơ hở thì tiến hành trộm cắp tài sản của người thuê trọ, lựa chọn cái thời điểm thích hợp thì đã tiến hành mật phục và tổ chức bắt quả tang ngay khi đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp. Đối tượng là Trương Thanh Toàn, 31 tuổi, quê tại tỉnh Trà Vinh. Qua điều tra, Toàn từng ở Đà Nẵng từ năm 2011 nên biết rất rõ đường đi, lối lại. Toàn rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở và chỉ ra khỏi nhà vào lúc rạng sáng khi người dân đã ngủ say. Đến thời điểm bị bắt, Toàn đã thực hiện được 15 vụ trộm cắp tài sản, phần lớn là điện thoại di động, laptop, tổng giá trị ước tính trên 150 triệu đồng. Cửa chính của một phòng á và nhấc cái chốt ra, vì ở trong nó không khóa cổng, nó không bóp cổng khóa thì sẽ rất là dễ vô trong và tôi thực hiện hành vi trộm cắp. Việc nhanh chóng tìm ra đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở các khu trọ trên địa bàn đã giúp người dân thành phố an tâm hơn. Đây tiếp tục là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc tự phòng, tự bảo quản tài sản của bản thân và gia đình, nhất là trong thời điểm dịch bệnh nhiều khó khăn như thế này.